Hoàng Áo Đô xin chào toàn thể các bác. Thì hiện tại có rất là nhiều các khách hàng đang thắc mắc là công suất của đẩy liền vang X10 có lớn không, có đủ để chơi những cặp loa bass 40 hay không, và chất lượng âm thanh có hay không, có những cái tính năng hiện đại hay là những tính năng cao cấp như thế nào. Thì hôm nay em sẽ làm một video chi tiết và cụ thể nhất về dòng đẩy liền vang này, về những tính năng hay là những công suất, những chức năng và dòng đẩy liền vang, những chế độ nó cho ra sẽ hiện đại và sẽ cao cấp như thế nào. Thì đầu tiên, đây là một trong những sản phẩm được nhập khẩu chính hãng từ AB Pro, một trong những thương hiệu rất là nổi tiếng của Mỹ, đang được sản xuất và lắp đặt tại Taiwan. Giá của những cục đẩy liền vang X10 này hiện tại đang là 7.500.000 đồng. Và đối với dòng đẩy liền vang X10 này thì đặc biệt đã được tích hợp đầu giải mã và cái chế độ chống chập chống cháy rất là an toàn, được sử dụng chip xử lý DSP 64 bit. Về hình thức thiết kế thì đây là một trong những dòng đẩy liền vang được thiết kế cực kỳ là đẹp và sang trọng. Hai mặt trên dưới là những mặt ốp nhôm phay nguyên khối, giữa là sẽ có một tấm kính cường lực và một tấm ni lông để bảo vệ chống xước. Khi các bác về sử dụng thì có thể tháo những lớp tấm ni lông này ra đẹp hơn. Dòng đẩy liền vang X10 này thì vẫn có đầy đủ những tính năng kết nối như là cổng quang, Bluetooth và USB. Đặc biệt với công suất của cục đẩy liền vang X10 này thì sẽ rất là lớn. Công suất là 1200W trên kênh. Các bác có thể chơi thoải mái những cặp loa bass 40. Và khi các bác chơi những cặp loa bass 30 thì có thể chơi được 2 cặp. Sẽ có 2 đường, một đường là đường kẹp dây và một đường new trick cho các bác có thể thoải mái lựa chọn. Về những tính năng thì đầy đủ những tính năng kết nối như những sản phẩm hiện đại khác. Đặc biệt hơn với những bác khách hàng mà đam mê karaoke, là thích hát, những bác khách hàng nào mà hát nhiều thì sẽ có 5 chế độ effect để các bác có thể lựa chọn. Và khi các bác đặt hàng bên Hoàng Hà thì bên em sẽ set up những chế độ này cho phù hợp với giọng của tất cả các bác, rồi về các bác chỉ sử dụng thôi. Những bác nào muốn thay đổi những cái tông giọng hay là muốn thay đổi những cái chế độ định giọng thì các bác có thể tự lựa chọn theo nhu cầu và sở thích của gia đình nhà mình nhé. Chế độ feedback thì sẽ có 6 chế độ từ 1 đến 6. Nâng dần lên, chế độ càng cao thì chế độ chống hú càng tốt, chống hú gần như là tuyệt đối đối với sản phẩm đẩy liền vang X10 này rồi. Đặc biệt với sản phẩm này thì nó không chỉ đơn thuần là những sản phẩm đẩy liền vang mà nó còn đã được tích hợp nâng tiếng và lọc xì. Nâng tiếng lọc xì đã được tích hợp thêm vào dòng đẩy rồi, công suất lớn. Về chế độ lọc xì của Music và Mic, đầu tiên về chế độ lọc xì của Music này thì sẽ có từ giải 0 cho đến giải 6, 6 chế độ cho các bác lựa chọn. Không khác gì một con lọc xì rời mà các bác mua các bác lắp ở bên ngoài. Và chế độ lọc xì của Mic này cũng từ giải 0 đến giải 6. Đặc biệt hơn về chế độ Revert của dòng đẩy liền vang này sẽ cực kỳ là hay. Chế độ Revert thì sẽ có 2 giải Y và DR. Chế độ dòng này thì các bác hát karaoke rất là tuyệt vời rồi. Chất lượng âm thanh cho ra thì đã được lọc qua bộ đầu giải mã và rất là nhiều những cái tín hiệu âm thanh cho ra thì rất là hay và chân thực. Thì em sẽ test qua một chút về tiếng mic, về chế độ Revert của dòng đẩy liền vang này. Revert rất là ngọt, đúng không ạ? Về cái tiếng mic của dòng đẩy liền vang X10 này sẽ cực kỳ là tuyệt vời. Đây là một trong những sản phẩm mà các bác đáng để quan tâm và tìm hiểu để nâng cấp những bộ dàn nhà mình lên, để giúp cho những cái bộ dàn âm thanh, bộ dàn karaoke nhà mình hay lên hơn rất là nhiều. Công suất lớn, đúng không ạ? Chơi được mọi thể loại nhạc, rất là nhiều những cái thể loại loa khác nhau. Một công tắc để bật tắt nguồn và những phần chỉnh bằng tua vít hai cạnh như phần chỉnh echo, có delay, repeat, bass, chép, phần chỉnh echo revert này, mic này, phần chỉnh mic tone và music tone. Jack cắm mic thì luôn luôn được bố trí cả đằng trước và đằng sau rồi. Những bác nào mà sử dụng những bộ mic không dây thì có thể cắm đằng sau, và những bộ mic có dây thì cắm đằng trước, rất là tiện lợi, đúng không ạ? Tùy phụ thuộc theo nhu cầu sử dụng của các bác. Rất là nhiều tính năng, rất là nhiều những chế độ hiện đại. Thế bởi vì đây là một trong những sản phẩm đẩy liền vang công nghệ số gần như là cao cấp nhất vào thời điểm hiện tại rồi. Giá là 7.500.000 đồng, hàng nhập khẩu chính hãng từ thương hiệu AB Pro. Dòng sản phẩm đẩy liền vang này thì cũng được các bác quan tâm rất là nhiều, được sự ủng hộ của các bác cực kỳ là nhiều luôn á, tại Hoàng Áo Đô. Các bác cũng có thể qua trực tiếp cửa hàng tại địa chỉ trung tâm thương mại Bao Bì, phường Bần, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên để có thể trải nghiệm được chất âm, những tính năng của dòng đẩy liền vang này cho ra. Hoặc giá 7.500.000 đồng là bên em đã hỗ trợ toàn bộ chi phí vận chuyển toàn quốc cho các bác rồi. Bên em sẽ giao hàng toàn quốc. Khi các bác đặt hàng thì được khi các bác nhận hàng thì được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhá. Thì bác nào quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp qua Zalo hoặc số điện thoại của Hoàng Áo Đô là 0967 345 155 để có thể đặt hàng nhá. Vâng, và xin chào toàn thể các bác.